1 kg quả cà phê chín mọng thu được 300 g vỏ tươi. Cứ 8 kg vỏ tươi xay thành 1 kg vỏ bột là nguyên liệu chế biến bánh quy đặc sản Tây Nguyên. Để làm ra loại bột này, Nguyễn Phú Cường đến từ Bảo Lộc Coffee House đã phải thu hoạch cà phê chín đạt tỷ lệ trên 90%, rửa sạch, tách hạt và vỏ, lên men và phơi khô trong nhà kính, sau đó bán vỏ khô hoặc sấy rồi xay thành bột mịn để làm bánh. Em là cái người mà sẽ đảm bảo về cái vùng nguyên liệu cung cấp cái bột cà phê chất lượng nhất cho bên NLC Coffee. Khi mà họ làm ra bánh thì họ sẽ yên tâm về cái vùng nguyên liệu. Và cái sự kết hợp ở đây muốn nhấn mạnh là những cái người trẻ cùng trên mảnh đất Lâm Đồng, họ hợp tác, họ kết hợp với nhau để họ cùng nhau phát triển và làm giàu cho quê hương. Từ bột vỏ cà phê này, Nguyễn Phú Cường hợp tác cùng Nguyễn Văn Hoài Nam ở thành phố Đà Lạt để tạo ra những chiếc bánh quy mang hình hạt cà phê. Theo một công thức riêng, phối trộn giữa bột vỏ cà phê, trứng gà, sữa, qua bàn tay khéo léo của các thợ nặng bánh thủ công, những chiếc bánh quy hình hạt cà phê nhỏ xinh ra đời. Cả không gian căn phòng bánh tỏa mùi thơm đặc trưng của cà phê, của dâu tây, của vani, những mùi hương say đắm lòng người. Thực ra khi ý tưởng khi ban đầu nghe về cái vỏ cà phê mà có thể làm được bánh thì lúc đầu em phân vân, nhưng mà khi mà càng làm thì sau càng mê, bởi vì cái là mình khai thác hết toàn bộ một hạt cà phê bao gồm từ vỏ cho tới trái mà mình đều đưa vô bánh được hết. Ngoài ra thì cái vỏ cà phê của bạn cung cấp nó mang một cái hiệu quả về sức khỏe nữa, nên khi tụi em đưa vô thì tụi em đã thấy một cái sản phẩm mới lạ và có hiệu quả lên tới sức khỏe. Mỗi màu của những chiếc bánh quy này đại diện cho vòng đời của hạt cà phê, từ nhân xanh, chín đỏ, tách vỏ, phơi rang thành màu. Ngoài nguyên liệu vỏ cà phê, thì cà phê sản xuất tự nhiên từ Midori Farm và Bảo Lộc Coffee House cũng là nguyên liệu chính để tạo mùi thơm và màu sắc cho những chiếc bánh quy này. Vị ngọt dịu nhẹ, màu tự nhiên từ bột trà xanh, cà phê, màu vỏ cà phê, dâu tây tươi và không sử dụng chất bảo quản, nên những chiếc bánh quy hạt cà phê này đã chinh phục được nhiều khách hàng. Trước đây thì em cũng đã từng sử dụng các sản phẩm ở bên này rồi. Thì em tại vì ở nhà cũng có con nhỏ ấy. Thế thực ra là các nguyên liệu cũng từ thiên nhiên cho nên em rất là thích cái điều đấy. Bởi vì là mình ở Đà Lạt cho nên mình cũng rất là chú trọng những sản phẩm nó thiên về thiên nhiên ấy. Cho nên là em cũng rất là hay mua bánh này để cho cả gia đình cùng sử dụng và con mình cũng có thể sử dụng được ạ. Và hôm nay nghe nói có một cái loại sản phẩm rất là mới, bởi vì là làm từ vỏ hạt cà phê, nghe rất là lạ. Và rất là khi mà em nếm thử thì em thấy đúng là nó có một cái sự khác biệt so với những cái sản phẩm trước đây mình đã sử dụng. Thì đúng là khi mà mình nhai và mình cảm nhận được là nó có cái sự nhẫn của cái hạt cà phê ở trong đấy. Nên là em rất là thích. Vỏ cà phê là nguyên liệu còn khá mới để sản xuất thực phẩm. Tuy nhiên, sự kết hợp độc đáo của hai bạn trẻ Nguyễn Phú Cường và Nguyễn Văn Hoài Nam đã cho ra những dòng sản phẩm đẹp mắt, ngon miệng và đưa giá trị quả cà phê lên cao hơn. Bột vỏ cà phê qua quá trình lên men, chế biến có hương vị tựa như sô-cô-la. Vì vậy, cũng được Cường sử dụng để làm sô-cô-la cascara và đạt giải cao. Một hướng đi mới đầy tiềm năng mở ra cánh cửa tiêu thụ cho hàng ngàn tấn vỏ cà phê của nông dân Lâm Đồng mỗi năm và góp mặt vào thị trường đặc sản phong phú của Lâm Đồng.